Tịnh tâm. Muốn tâm thanh tịnh sáng trong, phải siêng tẩy rửa cõi lòng bận nhơ. Từ muôn kiếp trước đến giờ, chất chồng phiền não với nhơ sâu dày. Tịnh tâm không quản tháng ngày, siêng năng tu tập tâm này sáng ra. Thọ trì giáo pháp Phật Đà, nhờ nghe giáo pháp vậy mà tịnh tâm. Đức tin từ bỏ lỗi lầm, làm lành lánh ác, tịnh tâm lớn dần. Tôn thờ Đức Phật thâm ân, kính tin Tam Bảo tâm dần tịnh thanh. Mở lòng bố thí làm lành, xả ly tham đắm tịnh thanh tâm mình. Trang nghiêm tề chỉnh dáng hình, oai nghi thu thúc tâm tình cũng an. Cảnh trần xa lánh chẳng phan, ở nơi yên tĩnh, lạc an hàng ngày. Ngồi thiền lặng lẽ thẳng ngay, nhất tâm định tĩnh từng ngày an nhiên. Tu tâm đoạn hết não phiền, chánh tri giác ngộ an nhiên tỏ bày. Tịnh tâm tu tập từng ngày, dần dần sẽ thấy tâm này sáng ra. Khinh tâm. Khinh tâm là sự nhẹ nhàng, vì không ô nhiễm buộc ràng thế gian, vì không tà kiến mê mang, vì không sân hận ngập tràn u bi, vì không phóng dật ngu si, vì không có sự hoài nghi pháp lành, vì tâm hiền thiện tịnh thanh, vì tâm tu pháp thiện lành thường xuyên, vì tâm chánh niệm cần chuyên, vì tâm định tĩnh không duyên dục trần. Khinh tâm sẽ khởi lên dần, nhẹ nhàng thanh thoát dục trần không vương. Vì tâm giác ngộ vô thường, thoát ly tà kiến nên thường khinh tâm. Đoạn trừ phiền não ngủ ngầm, thoát ly sinh tử nên tâm nhẹ nhàng. Vì không sao xuyến rộn ràng, cho nên thư thái nhẹ nhàng khinh tâm. Nhu tâm. Nhu tâm mềm mại tịnh thanh, tâm này sinh khởi do hành thiện nhân. Vì không cứng rắn hận sân, hài hòa xử được đức ân thiện tình. Dục tham cũng chẳng cùng sinh, nhu mềm giữ được lòng mình thanh cao. Nhu tâm tiếp nhận truyền trao, thọ trì thiện pháp nơi nào cũng an. Nhu tâm chẳng quản gian nan, hành trì giáo pháp niết bàn ngộ ra. Nhu tâm tiến hóa sâu xa, ở trong giáo pháp Phật Đà tu tâm. Thích tâm. Thích tâm là khéo thích nghi, là tâm thích hợp mỗi khi thiện lành, mỗi khi tâm thiện khởi sanh. Thích nghi biết cách thực hành ra sao. Nếu như không hợp chỗ nào, thích nghi biết cách làm sao cho vừa. Thích nghi là biết ngăn ngừa những gì trái nghịch vì chưa thiện lành. Thích tâm hướng thiện thực hành, mỗi ngày thiện ấy trưởng thành lớn lên. Mỗi ngày thiện ấy vững bền, mỗi ngày tâm ấy trở nên phi thường. Mỗi ngày trí giác tỏ tường, là tâm thích hợp mở đường vô sinh. Thuần tâm. Thuần tâm là sự thuần thành, vì tâm nhu nhuyễn thiện lành dài lâu, vì tâm hướng thiện chuyên sâu, vì tâm hướng đến pháp màu tịnh tu, vì tâm miên mật công phu, vì tâm thuần thục pháp tu viên thành. Mỗi khi tâm thiện khởi sanh, phải siêng tập luyện cho thành thâm sâu. Khi tâm hướng thiện dài lâu, thì tâm ấy tự thâm sâu thuần thành. Công phu thiền định thực hành,
phải tu miên mật mới thành định sâu. Thời gian tu tập dài lâu, định tâm vững chắc, đạo màu mới sanh. Cho dù pháp học, pháp hành, cũng cần tập luyện thuần thành thâm sâu. Pháp lành được tập dài lâu, thì tâm lành ấy thâm sâu thuần thành. Chánh tâm. Chánh tâm là sự thẳng ngay, là tâm chánh trực, tỏ bày nghiêm trang. Những điều bất chánh chẳng màng, vì tâm chân chánh nghiêm trang giữ gìn, không cho tà hạnh khởi sinh, không cho tâm ác trong mình dấy lên. Vì tâm chánh hạnh vững bền, không cho tà dục khởi lên dễ dàng. Vì tâm giữ đạo nghiêm trang, không cho sân hận dễ dàng khởi lên. Vì tâm tu tập vững bền, không cho phiền não khởi lên quấy rầy. Vì tâm chánh niệm sâu dày, vì tâm định tĩnh dựng xây bao ngày. Vì tâm giác ngộ hiện bày, vì tâm giải thoát ở ngay trong mình. Vì tâm chân chánh khởi sinh, khiến tâm bất thiện vô minh lụi tàn. Vì tâm chân chánh tỏa lan, khiến cho nhân thế lạc an thiện lành.